Chào mừng anh chị cô chú đến với kênh Hoa Kiển Nguyễn Thông. Lời nói đầu tiên dù Hoa Kiển Nguyễn Thông xin chúc anh chị cô chú có ngày mới luôn làm vui khỏe và thành công trong cuộc sống. Dạ hôm nay là ngày 6 tháng 6 ha, mình có lên giao lưu với anh chị cô chú những cây phôi mà chú Thủy nuôi gò công có giá rẻ. Thì có một combo rồi có hai cây. Thì hai cây là 350k mình bao ship anh chị cô chú. Và cái clip ngày 5 tây tháng 5 mình có đánh lộn mã số anh chị cô chú. Đáng lẽ lên là 203 ha mà mình ghi là 103. Nhưng mà anh chị cô chú xem clip ưng ý mã cây số nào thì cứ gọi điện hỏi là mã cây vào ngày nào, số mấy ha. Không sao, sẽ không có lẫn lộn đâu anh chị cô chú. Rồi bước vào mã số combo đầu tiên là mã số combo 1 anh chị cô chú. Thì cây đầu tiên thì có vành là 24, chiều cao là 32. Đó. Bộ đế cũng đều đẹp anh chị cô chú. Rồi cây thứ hai của combo số 1 anh chị cô chú có vành là 24, chiều cao là 20, tay cành cũng nhiều anh chị cô chú, bộ đế cũng đều đẹp ha. Thì một combo này có giá là 350k là mình bao ship anh chị cô chú. Rồi qua combo thứ hai. Combo thứ hai là một cây đầu tiên. Cây đầu tiên có bộ đế tương đối đều anh chị cô chú. Vành là 25, chiều cao là 25. Đó, và cây thứ hai của combo số 2. Tay cành đầy đủ anh chị cô chú. Vành là 26, chiều cao là 20. Dạ combo số 2 mình xin giao lưu anh chị cô chú là 350k mình bao ship anh chị cô chú. Hai cây kiểu có 350k ha. Giá mềm rẻ cho anh chị cô chú về dễ chơi. Rồi bây giờ mình lấy cái mã số tiếp theo ngày 5 tây tháng 5 anh chị cô chú. Đáng lẽ là nó lên là 213 nhưng mà mình quay trở lại 113 chị cô chú. Mã số 113, cây này có vành to. Tay cành đầy đủ anh chị cô chú. Rồi cầm 1 lấy đây, cầm phong lấy hông, cầm 3, 4, 5 lưu tiếp anh chị cô chú. Giá trị A rất là lật cây. Mã số 113 có vành là 31, chiều cao là 18. Giá phôi này giao lưu anh chị cô chú là 300k. Tiếp theo là mã số 114. 114 cây vành to anh chị cô chú. Đó, nguyên cục thịt nạc luôn ha. Giá rất là lật, bộ đế rất là đều anh chị cô chú. Rồi tay cành, cầm 1 có, cầm phong có, cầm 3, lên chịu chú. Cái này dắt chị A luôn. Thì mình cũng về mấy cây, mình thấy đẹp anh chịu chú, cái mình xịt ra ha. Đó, xịt ra thì cái cây nó sẽ trắng như vậy ha, trắng vàng như vậy. Mã số 114 có vành là 35. Bành lớn chịu chú, chiều cao là 22. Giá phôi là giao lưu anh chịu chú là 350k. Tiếp theo là mã số 115. 115 cái cây cành 3 nó bay rất là đẹp anh chị cô chú. Rồi bên đây có cành phong luôn ha, cành 1 mình lấy đây. Cành 1 về anh chị cô chú về cắt giật vô ha. Rồi cành phong lên đây. Cành 3 bay ra. Bộ đế sổ đều đẹp anh chị cô chú. Mã số 115 có vành là 27, chiều cao là 23. Dạ phôi này giao lưu anh chị cô chú là 280k. Tiếp theo là mã số 116. 116 cây tay cành đầy đủ anh chị cô chú. Rồi cầm 1, cầm phong ở đây, cầm 3, 4, 5 lưu tiếp anh chị cô chú. Bộ đế đều ha. Cây này hoành to anh chị cô chú. Mã số 116 có vành 29, chiều cao là 26. Dạ phôi này giao lưu anh chị cô chú là 300k. Tiếp theo là mã số 117. 117 về anh chị cô chú cắt giật lại bớt ha. Nói chung là tay cành đầy đủ anh chị cô chú. Đó, cầm 1 lấy đây, cầm phong, cầm 3. Bộ đế giác chị A, điều lực lắm anh chị cô chú. Mã số 117 có vành là 30,
chiều cao là 16, và phone này vô lưu anh chị cô chú là 280k. Đó, giá rất là lực ha. Cây này mình chơi lùng lực anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số 118. 118 cái cây dách lực mà tai cành đầy đủ anh chị cô chú. Tai cành rất là nhiều ha. Về anh chị cô chú cắt giật bớt những cái cành nào mà cần thiết mình chừa lại, còn không mình cắt ra anh chị cô chú. Rồi mình quay từ trên xuống. Mã số 118 có vành là 29, chiều cao là 25. Dạ phôi này giao lưu anh chị cô chú là 300k. Tiếp theo là mã số 119. Mã số 119 cây nhìn nó lực cây anh chị cô chú. Rồi tay cành, cành 1 mình lấy đây. Cành phong lấy mấy hông, cành 3. Cành phong với cành 3 mình cắt giật xuống thêm anh chị cô chú. Mã số 119 có vành là 26, chiều cao là 16. Dạ phôi này giao lưu anh chị cô chú là 250k. Tiếp theo là mã số 120. 120 cây tai cành đầy đủ anh chị cô chú. Giá trị A, rồi đế sổ đều. Đó, hai bên đều có cành phong anh chị cô chú. Lên trên dốc ngọn ha, tai cành đầy đủ luôn. Mã số 120 có vành là 33, chiều cao là 30. Dạ phôi này giao lưu anh chị cô chú là 350k. Tiếp theo là mã số 121. 121 cây trật lắc anh chị cô chú. Rồi tay cành cành 1 lấy đây. Cành phong mấy hông. Rồi cành 3. Đó, 4, 5, 6 lưu tiếp anh chị cô chú. Đây cành phong đây ha, cành 3. Mã số 121 có vành là 28, chiều cao là 20. Dạ phôi là giao lưu anh chị cô chú là 280k. Tiếp theo là mã số 122. 122 cái cây mình để cái một cốt lên chị cô chú, mà tay cành đầy đủ ha. Đó, một cốt lên cao mà nhánh bố trí anh chị cô chú. Đó, tay cành cũng rất là nhiều. Rồi, bộ đế. Bộ đế này sổ cũng đều ở đây đẹp anh chị cô chú. Rồi, cầm một lấy đây ha, cầm phong mấy hông, cầm ba. Bắt đầu nuôi tiếp anh chị cô chú. Đây cành phong lấy đây anh chị cô chú. Mã số 122 có vành là 31, chiều cao là 46. Dạ phôi là giao lưu anh chị cô chú là 300k. Thì mã số 122 là mã số của clip hôm nay vừa qua kiểu Nguyễn Thông giao lưu với anh chị cô chú. Anh chị cô chú ưng ý mã cái số nào hãy gọi điện vào số 0328671656, cũng là số giao lưu của Nguyễn Thông. Rồi cuối clip Nguyễn Thông cũng xin chúc anh chị cô chú có một ngày mới luôn làm vui khỏe và thành công trong mọi công việc.